Xin chào quý vị. Hôm nay là mùng 2 Tết thì tôi kể một cái câu chuyện vào buổi chiều 30 Tết vừa rồi cho quý vị nghe. Trong cái lúc mà tôi chờ người thân ghé vào chợ mua đồ đó thì tôi đứng gần một cái hàng bán bông. Thì tôi thấy một cái cô gái này cũng ghé vào mua và ở đó thì sẵn có một cái cô đó cũng là bạn với cô này. Thì cái cô bạn kia mới hỏi là mày đi đâu đây? Thì cái cô kia cô mới nói là ta ghé mua bông về cúng ông bà chứ đi đâu Thì uh, cái người bạn này mới hỏi là Ủa sao hồi nào giờ ta nghe thấy nói người công giáo đâu có được thờ cúng ông bà uh, Tôi nghe cái câu chuyện giữa hai cái người bạn trẻ đó Thì uh, tôi mới nhớ lại là trước đây cũng có nhiều người nói là uh, Đạo công giáo không có được thờ ông bà uh, Vậy thì hôm nay tôi mới quyết tâm là tôi đi tìm hiểu xem coi là Đạo công giáo có được thờ ông bà không quý vị nha thì uh, hôm nay là uh, sáng mùng 2 tết nè uh, đứng trước mặt quý vị là đất thánh của uh, giáo sứ um, đại đức mẹ huyện tân nghiệp tỉnh kiên giang thì quý vị thấy là đối với người công giáo á, thì uh, mỗi một nhà thờ đều có một cái nghĩa trang một cái nghĩa trang rất là rộng lớn tập trung các cái người tín hữu qua đời thì được uh, um, tập trung hết về một chỗ gọi là đất thánh để chôn cất trước mặt quý vị là cái uh, bàn thờ nằm ở giữa trung tâm của đất thánh đất thánh hay có người còn gọi là nghĩa trang hay là nghĩa địa đó quý vị còn đối với người công giáo thì họ gọi là đất thánh quý vị thấy là rất nhiều uh, cái những cái chậu uh, hoa vàng thọ cũng đã được trưng bày ở đây thì uh, sau khi mà tìm hiểu đó thì tôi được biết là uh, Trước khi mà mà uh, tết đó thì uh, họ chuẩn bị nhà cửa cũng giống như là bao nhiêu những cái người khác cái dân tộc việt nam mình thôi họ trang hoàng nhà cửa và có một điều họ không quên là phải ra phần mộ của ông bà để quét dọn lau chùi sửa sang mộ phần và đặc biệt là họ trang hoàng rất là nhiều hoa quý vị thấy không rất là là nhiều và cái hoa được ưa chuộng nhất là hoa vạn thọ thì cũng giống như là cái phong tục của tất cả đồng bào dân tộc của việt nam mình thôi thì quý vị thấy không rất là nhiều bông hoa sặc sỡ họ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì vào chiều nay là chiều mùng 2 Tết thì vị linh mục mà quản sở của cái sứ đạo đó sẽ cùng với các cái tín hữu Công giáo họ ra đây để cử hành thánh lễ để cầu nguyện cho ông bà thì quý vị thấy là họ trang trí mộ phần rất là chú đáo đây là những cái hàng ghế à, giống như là một cái à, um, nơi để cho vị linh mục sẽ cử hành là cái nghi thức cầu nguyện cho à, những cái à, tín hữu đã qua đời, gọi là cầu cho ông bà tổ tiên. Thì trước mặt quý vị là một cái bàn thờ. Người ta cũng chuẩn bị chu đáo rồi để chiều nay à, vào lúc 5 giờ thì à, vị linh mục và toàn thể những cái người giáo dân mà có người thân ở ngoài nghĩa trang này à, kể cả những người không có người thân nằm nghĩa trang thì họ cũng tham dự để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời đó là một cái um, nghi thức bắt buộc của những cái người mà theo đạo công giáo quý vị thấy không là cái công viên của nghĩa trang rất là khang trang và quý vị uh, uh, nên nhớ rằng đối với người công giáo thì chỉ có hai nơi là được gọi là thánh thôi, đó là thánh đường và đất thánh. Chứng tỏ rằng cái nghĩa trang chôn cất người thân của họ là một cái nơi rất là thiêng liêng đối với người Công giáo. Và tôi được tìm hiểu thì ở trong gia đình của họ cũng có bàn thờ ông bà cha mẹ giống y hệt như người Việt Nam của chúng ta nói chung. chứ không phải là người ta không có được thờ ông bà đâu nha quý vị nha. Đó là những cái lời truyền miệng mà nó có thể là nó chưa đúng. Thì qua cái video này tôi sẽ tìm hiểu và truyền tải cái thông tin cho quý vị. Chiều nay tôi sẽ tham dự cùng với bà con giáo dân ở đây cái thánh lễ để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ những cái người tín hữu đã qua đời ở đây rồi sau đó tôi sẽ truyền tải những cái hình ảnh về buổi lễ chiều nay cho quý vị tham khảo nhé quý vị thấy là đối với người công giáo thì họ chôn cất tập trung tại một nơi và có thứ tự ngăn nắp rất là chu đáo đấy quý vị thấy không thì quý vị đón xem vào cái video sau nhé khi mà chiều nay tôi dự tham dự thánh lễ thì tôi sẽ ghi lại và trình với quý vị xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi